Học sinh hỏi: Hòa thượng có thể nào dạy cho con cách tăng cường thêm tâm kiên cố, khiến cho ý chí con mạnh mẽ thêm không? Đáp: Làm sao để có tâm kiên cố à? Con muốn có tâm kiên cố để làm gì? Tại vì tâm con không đủ kiên cố. Ai đã lấy nó đi vậy? Thì tự con đấy. Ở tự nơi con à? Vậy cớ sao con lại hỏi ta? Vậy con sẽ tự mình tập luyện. Đã ở nơi con rồi thì chỉ cần con quay đầu lại là được. Con chỉ cần đem nó ra là đủ rồi. Con hỏi ta, ta làm sao dạy cho con kiên cố được chứ? Tâm kiên cố của con là của con, tâm kiên cố của ta là của ta. Con tới hỏi ta, đó chẳng khác gì hướng ra ngoài mà truy cầu, và chẳng khác gì đi hỏi người mù chỉ đường vậy. Không nhất định là con mất nó, mà con chỉ muốn tăng cường làm cho nó mạnh mẽ hơn thôi. Con mất nó lúc nào? Tại sao lúc theo đuổi bạn gái thì con lại kiên cố như thế? Con hiểu ra rồi. Lúc đó thì con kiên cố như thế, tại sao nay con lại không kiên cố như vậy? Bây giờ thì con có rồi.